Vào tối ngày 16 tháng 11 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á với chuyến làm khách trước đội tuyển Philippines. Và trong ngày hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chu đã đặt chân tới nước bạn, chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu quan trọng này. Sáng sớm nay, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài tại thủ đô Hà Nội để lên chuyến bay tới Philippines. Và đến buổi trưa, các thành viên của đội đã có mặt trên đất bạn, làm thủ tục nhập cảnh, sau đó di chuyển hành lý về địa điểm lưu trú đã được chuẩn bị từ trước. Dự kiến tại đây, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chu sẽ có thêm 3 buổi tập trước khi chốt danh sách đăng ký thi đấu ở trận đấu với chủ nhà Philippines. Quãng thời gian này cũng đủ để các cầu thủ làm quen với điều kiện thời tiết cũng như chất lượng của mặt sân cỏ nhân tạo tại sân đấu chính thức Rizal Memorial. Trước đó, trong tối qua, huấn luyện viên Chu đã lần thứ 2 rút gọn danh sách cầu thủ, loại thêm 3 cái tên gồm Lương Duy Cương, Phạm Văn Luân và Lê Văn Đô. Sau trận đấu với đội tuyển Philippines, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về thủ đô Hà Nội chuẩn bị cho cuộc đón tiếp đội tuyển Iraq trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11.